quay lại kênh của mình. Nào mua được hai con cá nè, nướng chui, nướng lá dừa, tại vì con không có gom nữa, không gom nữa lá dừa xả lụng. Nướng gom thì nó ngon. Nước này nó gom nó mới ngon. Lắp nước chua là gom. Trong thời gian chờ đợi cá chín thì mình đi hái rau nha mọi người. Thơm quá trời thơm. Rồi, đầu đi ăn đi. Ở nhà. Hôm nay mình nướng hàng cá cả nhà theo dõi mình ăn nha. Xin mời cả nhà. Chào cả nhà. Nó ngoài vườn mát quá trời. Cá lóc nướng chui nha mọi người. Ăn ở ngoài vườn luôn. Ăn cá lóc nướng muối ớt. Hôm nay chùa
thế nè, thế chua. Thế là ngon nè. Trong nhà nè, trong trong thùng mốt ngon ngon. Nó cắt có thể còn ngon. Ví dụ nó thơm. Hôm nay ra mặt vườn nó khó mắt. Đầu bữa nó đã lúa, đi quay cắt lúa, bắt chuột. Thằng lúa vàng mơ cho nè. Hai ba bữa nữa cắt á. Đi bắt chuột nướng không? Xin kết thúc video tại đây nha. Mọi người theo dõi kênh mình nha.